tuyệt vời. Giống như là một giấc mơ vậy. Mục tiêu của tao trong năm mới sẽ là gọi điện thoại và mời cô ấy một cuộc hẹn. Mày có biết mục tiêu của tao trong năm mới là gì không? Hiện tập ta tăng thêm sức bền, hợp thêm toán với phương trình, rồi mình cùng nhau giành cơn và giành chiến thắng không ngừng. Hãy ngồi xa mọi người đã chờ, hãy ngồi xa thoát thân nô lệ, làm cho xa mây quan tâm hơn đến tôi. Và từ năm nay mọi điều đang đổi thay, kia xa khác xưa, sáng tươi hơn ngày qua, chắc bắt đầu từ đây là bao thứ mới. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.